Thưa quý vị, trong tiểu mục câu chuyện buổi sáng ngày 14 tháng 7, chúng tôi đã kể cho quý vị về hành trình của 79 y bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên lên đường vào tâm dịch thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện nhiệm vụ. Một hành trình đầy hy vọng. Và sau gần 3 tháng làm việc góp sức tại tâm dịch nóng nhất cả nước, các chiến sĩ áo trắng đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc và đã trở về. Vâng ạ, và sau khi tình hình dịch bệnh tại tâm dịch đã dần được kiểm soát, các chiến sĩ đã trở về. Vậy sau một chuyến hành trình dài đầy gian nan thì cảm xúc của họ sẽ như thế nào? Và họ có những thay đổi ra sao sau chuyến đi này? Đó sẽ là nội dung chính trong tiểu mục câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay. Hôm nay là một ngày đặc biệt, không chỉ những chiến sĩ trở về nơi tâm dịch, mà đó là niềm vui chung của toàn bộ cán bộ, nhân viên, y bác sĩ tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Khi bệnh viện tổ chức lễ công bố quyết định xếp hạng bệnh viện hạng đặc biệt, trở thành bệnh viện thứ 6 trong cả nước được xếp hạng đặc biệt cùng với các bệnh viện khác gồm Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Đồng thời vinh danh gần 300 cán bộ y tế xung phong hỗ trợ cho tỉnh Bắc Giang và các tỉnh phía Nam chống dịch COVID-19. Chúng tôi cũng đã giúp đỡ, đóng góp được cái phần công sức nhỏ bé của mình để đẩy lùi dịch bệnh tại miền Nam. Trong những ngày vui hôm nay, niềm vui đó lại được nhân đôi khi Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên được công nhận là bệnh viện hạng đặc biệt, là một trong 6 bệnh viện hạng đặc biệt của toàn quốc. Chúng tôi thiết nghĩ đây là một niềm vinh dự, nhưng mà cũng là trách nhiệm nặng nề của chúng tôi. Trong thời gian tới sẽ tiếp tục hỗ trợ ngành y tế của cả nước và cố gắng phấn đấu để bệnh viện ngày càng phát triển hơn, để đảm bảo là một cái đơn vị tuyến đầu của ngành y tế của các tỉnh miền núi phía Bắc. Niềm vui được nhân đôi, nhưng với những chiến sĩ áo trắng tại đây, niềm vui này vẫn chưa được trọn vẹn, bởi vẫn còn những cán bộ, nhân viên y tế, đồng nghiệp của họ vẫn tiếp tục căng mình hỗ trợ cho tâm dịch tại thành phố Hồ Chí Minh và Long An. Và chỉ khi dịch bệnh được khống chế hoàn toàn, các cán bộ đó hoàn thành nhiệm vụ, bình an trở về, thì niềm vui của các nhân viên y tế ở đây mới được trọn vẹn. Thưa quý vị, với 79 các y bác sĩ, nhân viên y tế lên đường nhận nhiệm vụ tại Bệnh viện quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, đó là những ngày tháng không thể nào quên đối với họ. Một chuyến đi dài, lúc đi chẳng biết ngày trở về. Chuyến đi đặc biệt khi điều dưỡng Hoàng Thị Diễm xa con nhỏ, hẹn các bé nhanh thôi, mẹ sẽ quay trở về. Còn với bác sĩ Hoàng Bích Ngọc, đó là sự không yên tâm về bố của mình khi cụ đã ngoài 80 tuổi. Nhưng mà đi là để trở về ạ. Đó là câu cửa miệng được nói tới trong rất nhiều ngày nay. Vậy tâm tư của họ sau những ngày biệt phái thì tâm dịch như thế nào? Và họ có những thay đổi ra sao sau gần 3 tháng chiến đấu tại điểm nóng của dịch bệnh? Ngay sau đây sẽ là những trao đổi với những chiến sĩ áo trắng trở về từ tâm dịch. Vâng, một hành trình rất đáng nhớ. Vậy ngày hôm nay khi hai chị có mặt tại bệnh viện thì lúc này các chị có cảm xúc như thế nào? Các chị có thể chia sẻ với khán giả. Cảm xúc của mình đầu tiên thật sự là rất là vui mừng. Vì khi mình được trở về thì chứng tỏ là tâm dịch bây giờ, tức là những cái số ca mắc đã giảm xuống. Đấy, thực sự đây là một điều rất là vui đối với những y bác sĩ như mình. Nên khi mà số lượng bệnh nhân giảm xuống thì chứng tỏ là dịch đã được kiểm soát. Thì số người nhiễm, số người tử vong đều giảm, đấy là thực sự đấy là niềm vui chung của cả đất nước, trong đó có cả những y bác sĩ như mình. Thứ hai là mình rất là hạnh phúc vì được đoàn tụ với gia đình. Thời gian 3 tháng thật sự là rất là lâu, nhưng bạn cũng biết là gia đình mình bây giờ thì có mỗi một mình bố mình ở nhà. Thật ra là trong thời gian đi công tác ở trong Hồ Chí Minh thực sự là rất là lo lắng, nhưng bây giờ được về với gia đình thấy cụ vẫn khỏe mạnh, thực sự là mình rất vui và hạnh phúc. Từ tâm dịch trở về và trở về bệnh viện làm việc thì tôi rất là vui và hạnh phúc, và mừng là cả đoàn ai cũng mạnh khỏe trở về sau khi đi chống dịch. Khi mà được trở về nhà gặp lại người thân thì điều đầu tiên hai chị nói với họ là gì? Thực sự là lúc đó là hai bố con nhìn nhau và khóc thôi, bởi vì thật sự là ai cũng hạnh phúc bởi vì mình đã an toàn trở về. Và mình nhìn thấy là bố vẫn khỏe mạnh ở nhà và chờ mình. Lúc tôi hết cách ly tập trung rồi tôi trở về nhà, khi về đến nhà thì con chạy ra cổng ôm chầm lấy mẹ, thì vui mừng và chỉ mong là tối nay con ngủ mẹ và mẹ không đi nữa, và con yêu mẹ.
Mai mẹ còn đi nữa không? Thì lúc đấy thì tôi cũng trả lời các con là mẹ không đi nữa, mẹ ở với mẹ ở với các con. Trước lên đường thì chị là hứa với hai bé là đi chỉ trong vòng 3-5 ngày là mẹ sẽ về. Vậy thì trong cái chuyến công tác mà kéo dài 3 tháng này thì chị có điều gì bận tâm nhất về hai bé không? Tôi cũng gọi điện về nhà và động viên con là mẹ sẽ sớm trở về, và con cũng may mắn cho tôi là hai thằng con trai của tôi cũng rất là vui vẻ và cũng mong mẹ trở về sớm nhất thì mình cũng hứa thế, nhưng mà trẻ con thì nó cũng nói xong lại cũng thôi qua nhanh thì mình cũng rất là yên tâm. Và gia đình thì ông bà bố mẹ chồng với lại các anh chị đồng nghiệp cũng động viên, và tôi cũng có rất là nhiều động lực để yên tâm để mà công tác. Vâng, thưa chị Ngọc, được biết là chị đã giảm mất 3 cân trong cái quá trình mà chúng ta đi công tác. Vậy thì chị có thể chia sẻ những cái vất vả và khó khăn mà nhân viên y tế khi làm việc tại tâm dịch ạ? Khi ban đầu là chưa có quen với khí hậu trong đó, nên là và cái nguồn công việc rất là nặng. Chưa bao giờ chúng mình đi làm một cái công việc nặng nhọc như thế, lại còn mặc thêm một bộ đồ bảo hộ nữa. Thực sự là với cái thời tiết trong đó, thời gian đó, lúc đầu thực sự bọn mình không hề quen. Thật sự là rất là nóng, ra rất là nhiều mồ hôi, ra rất là mệt. Cho nên khi về chúng mình thật sự là cũng không ăn được cơm. Thứ hai là lúc ban đầu thì cũng chưa quen được với khẩu vị của người miền Nam. Thêm nữa là ngoài cái chuyện thời tiết và ăn uống ra ấy, thì thêm nữa là cái lượng công việc thật sự là rất lớn. Vì tất cả bệnh nhân chúng mình điều trị đều là F0, nên có thể từ bệnh nhân không có triệu chứng đến bệnh nhân có triệu chứng, và có triệu chứng rất là nặng, hoặc bệnh nhân phải thở máy. Cho nên là mình phải đảm bảo rằng là cái mình có thể phân công là chăm sóc cho tất cả các đối tượng đấy. Thêm nữa là bởi vì là tất cả những bệnh nhân vào trong bệnh viện thì gần như là không có người nhà đi cùng. Thế cho nên là tất cả những cái việc từ chăm lo, từ ăn uống rồi đến thay quần áo, rồi những công việc khác nữa, đấy, ăn uống các thứ thì tất cả đều do nhân viên y tế làm, nên thực sự là đây là một cái lượng công việc rất là lớn. Trong khi đó là cái lực lượng nhân viên y tế lại tương đối mỏng. Thời gian sau ấy, cái lượng bệnh nhân mà nặng trở nặng lên rất là nhanh và rất là nhiều, đem ra cái áp lực mà để giữ cho bệnh nhân có thể qua khỏi được những cái cơn nguy kịch như thế, thực sự là một áp lực rất là lớn đặt ra đối với chúng mình là những nhân viên y tế điều trị cho những bệnh nhân đó. Vì vậy mình nghĩ là tổng hợp những cái yếu tố đó lên nên là mình đã thực sự là bị, sau khi về đến đây thì mình cũng bị giảm một số lượng cân khá là 3 cân. Còn chị Diễm thì sao ạ? Vâng, thực ra thì đi vào tâm dịch thì ai cũng lo lắng về cái lây nhiễm. Nhưng vì mình là nhân viên y tế, mình cũng được tập huấn về cái cách phòng chống dịch, và mình cũng được mặc bộ bảo hộ cũng an toàn. Và trong thời gian chống dịch như chúng tôi đi làm việc ấy, đi chăm sóc bệnh nhân ấy, thời gian làm việc là 8 đến 9 tiếng. Và trong thời gian đó thì vệ sinh ăn uống cá nhân của nhân viên y tế là đều phải hoàn toàn là không là phải nhịn uống, kể cả vệ sinh, nên là hết thời gian làm việc thì chúng tôi mới được uống nước ấy. Mọi người vẫn nói đi để trở về. Vậy ngày hôm nay khi đoàn bình an trở về, bệnh viện cũng vinh dự nhận quyết định xếp hạng bệnh viện hạng đặc biệt. Cảm xúc của chị như thế nào? Thật sự là mình rất là vui sướng và tự hào khi được là một nhân viên của bệnh viện. Và mình cũng sẽ cố gắng hết sức để đóng góp một phần sức lực nhỏ bé của mình để bệnh viện càng ngày càng tốt hơn. Vâng, rất cảm ơn hai chị về những chia sẻ vừa rồi.